Alo, thân chào anh em. Thân chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thân chào quý ông bà cô chú đã đến với kênh YouTube của con nha. Thì ngày hôm nay có vài món đồ xin tiếp tục lên để mà phục vụ quý ông bà cô chú nha, quý ông bà cô chú. Thì lời nói đầu tiên cho phép xin được cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tin tưởng mình nha. Cũng như là xin lỗi những người mà mình phục vụ chưa có chu đáo nha mọi người. Thì hàng quá thì có cái thì nói chung là mình mua về mình bán thì giá rẻ thì nó cũng không có chất lượng mà tuyệt đối nha. Có cái thì xài ok, có cái thì nói chung là cũng không có ok. Nói mà nói nó nghiêm túc như vậy. Thì quý ông bà cô chú á, là thì có người thì nhắn tin thì nói hàng có cái xài ok lắm, có cái thì xài cũng ấy à. Cho nên cũng thông cảm giùm ha, món nào mà thấy xài không được thì coi con nghỉ bán luôn. Thì hôm nay có tiếp tục có vài món đồ xin phục vụ quý ông bà cô chú nữa tiếp tục ha. Thì mua hàng thông qua thứ nhất là đường link Shopee để bên dưới phần mô tả. Thứ hai là thông qua cái Zalo đó là 034 987 3313. Quý ông bà cô chú muốn mua món gì cứ nhắn tin cho con ha. Con chắc chắn ai mà nhắn tin là con sẽ đó là trả lời và bán hàng là còn hay không gì con sẽ trả lời ha. Nhưng mà chiều chiều con mới trả lời. Quý ông bà cô chú đừng có điện cho con. Bởi vì con đi làm việc cho nhà nước không có thời gian mà trả lời cho quý vị, bởi vì vô cơ quan mà nghe điện thoại hoài thì nó nói chung là không có được, nên quý ông bà cô chú chứ không phải là con không muốn trả lời điện thoại hoặc là của ông bà cô chú ha. Thì xin cảm ơn quý ông bà cô chú đã ủng hộ con ha. Bây giờ con sẽ lên tiếp tục vài cái món đồ mà con mua được, con thanh lý trong ngày hôm nay ha, mua được vậy thì bao nhiêu thì bán bấy nhiêu tiếp. Đầu tiên là mua được mấy cái này khó mua quá. Đây là cái USB Bluetooth đó quý vị, USB Bluetooth 20k một cái nha. Thì cái này thì bà cô chú đã biết rồi, biến đu biến cái lo thường thành lo Bluetooth, nay về được 10 cái nè, mấy ngày nay hết rồi. Thì cái này thì có anh á, bà hởm mình bán có cái anh mua tới cả chục cái luôn á, mua một lần đầu tiên xong rồi đảo lại mua nữa, mua một chục cái nữa, cho nên là mình hết trơn hàng luôn, mua hai lần là sạch sẽ luôn, sạch sành xanh luôn. Đây USB Bluetooth nha mọi người, ghim cái này vô cái cục sạc á dự phòng để mà cấp nguồn cho nó đó. Cấp nguồn cho nó, khi cấp nguồn thì nó lên màu xanh nè. Rồi chúng ta sẽ ghim là cái cọng cáp này nè, vô cái lo, vô cái đây cái ha. Cái đầu còn lại chúng ta sẽ ghim vô cái lo thường, nhớ là cái lo thường ha. Thì lúc đó cái lo của chúng ta nó sẽ trở thành lo Bluetooth nha. Lo nào cũng được hết nha, miễn có jack 3.5 là nó sẽ đó là ok hết nha mọi bà con. Mỗi một cái USB như thế này mình bán với giá đó là 20k nha bà con. Và tất cả các thiết bị chúng ta đều biến thành Bluetooth hết, ngay cả một cái âm ly cũng cũng vậy luôn ha, cũng thành Bluetooth khi mà sử dụng thiết bị này. Hôm nay về được mấy cái bộ này mọi người, mấy cái bộ làm vườn này, nhưng mà hôm nay cái này nó to hơn cái hôm trước nữa. Mỗi cái như vậy là bán 12k nha mọi người, một cái nó có ba cái thiết bị, một cây xẻng, một cây cào và một cây xẻng này nữa. Thì cái thiết bị này á, thì để cho chúng ta đó là trồng ba cái sen đá đồ nha mọi người, hoặc là chúng ta để trang trí đồ, chứ mọi người đem ra 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 vườn mình mà mình cuốc gốc dừa thì không được nha mọi người, gốc dừa gốc xoài thì không bao giờ được đâu. Mỗi cái như vậy là giá là 10 12k nha. Ở đây có một cái bóng đèn này mà bóng đèn cánh quạt mọi người, mỗi cái là 25k nha. Cái số watt thực tế của nó là 17W nha mọi người, có bốn cánh nha. Thì cái bóng đèn này á thì dùng để đó là đốt thắp sáng á, thì nó ok. Nó có một cái điều rất hay đó là ánh sáng nó gọi ở trên xuống nha. Mọi người sử dụng để mà nơi nấu ăn nè, rồi làm bóng đèn livestream á thì ok lắm. Bởi vì sao vậy?
Bởi vì cái bóng đèn hiện giờ mình đang xài nè mọi người, bóng đèn hiện giờ mình đang xài nè, chính là nó nè mọi người. Bóng đèn có ba cái cánh nè, còn cái bóng đèn này tới bốn cánh nè ha. Bóng đèn ba cánh của mình xài là đủ sức để mà mình quay clip cho mọi người xem từ trước tới giờ luôn á. Thì mỗi cái bóng như vậy 25k mình được có 5-6 cái bóng gì đó mọi người. Đây mình được 5-6 cái bóng ha. Thì hàng về hôm nay thì nó cũng ít thôi, chứ kết hợp hàng cũ cho nên mình quyết định làm một cái clip. Và cái quan trọng nữa là mình xin thông báo cho mọi người, nãy giờ mình quên nói đó là Shopee của mình đã được mở lại rồi nghe mọi người. Đó, Shopee của mình đã được mở khóa rồi. Nó giam 2 ngày bây giờ nó mở khóa ra rồi. Cho nên mọi người vô mua đồ thoải mái ha, và giúp đỡ mình ha, chứ mấy ngày nay mình cũng buồn lắm nha. Ở đây sẽ có cái UB Bluetooth nó nằm mà cho chọi gì ta. Rồi tiếp tục là hôm nay về được hình như là có 5 cái cây kéo hay gì nữa nè. 5 cái cây này kèm cắt chân linh kiện nha mọi người. Thì kèm cắt chân linh kiện hôm nay về được 5 cây thôi. Mỗi cây là 16k nha. Cái này á là lúc đầu á là mình lấy ra mình xài á thì mình thấy nó là bình thường, nhưng mà càng xài về sau á thấy là nó ngon không tưởng nha. Đó, mình tưởng là nó không ngon nhưng mà cuối cùng là nó ngon không tưởng nha mọi người. Một cái cây kéo như thế này nè. Đó. Giá chỉ có là 16k nha mọi người. Nó bán thấy mà sợ luôn, nhìn thấy mà ghê luôn á. Cắt chân linh kiện cắt sắt như cắt bùn nha mọi người. Nhưng mà sắt nhỏ nhỏ thôi nha, sắt mà bự quá cắt thì nó méo luôn cái mỏ đó nha mọi người. Cắt cái này á, cắt nhựa, cắt đồ, nói chung là cắt mọi thứ luôn. Ok hết nha mọi người. Một cây như vậy 16k mọi người mua về đó là nói chung là nó rất là đa năng nha, chứ không phải mà nó để mà chỉ là cắt sắt thôi đâu. Rồi cắt sạc dây dù, cái này đây hai cái nữa ta. Cắt sạc dù nè mọi người, một cộng như vậy là 20k nha mọi người. Nó có ba đầu. Thì mọi người chưa có xem cận cảnh, cái này con quay ban đêm cho nên ít ồn, chứ mà quay ban ngày ha, xe nó chạy một cái với người ta bán đồ á, hết trơn, nó mới nói xe chạy qua mình nữa đó. Wow, cái cáp này mọi người nhìn nè, 20k mà như thế này thì mọi người đừng có bỏ qua cái chỗ cộng cáp này nha. Thì con về hình như là được có 1-2 cộng à, nhưng mà lần sau á nó sẽ nhiều nha. Mọi người đặt 1-2-3 cộng gì để đem về nhà để mà dành xài á thì ok ha. Có 20k mọi người, thì chất lượng của nó thì nói chung là nó cũng xài thì nó phục vụ ok cho gia đình mình. Chứ mà nó mà xài mà nó xịn sò thì tiền nào của nấy nha. Mọi người đi ra tiệm điện thoại mọi người mua một cọc cáp mà nó ở chế độ là bình thường thì nó tại vì nó cũng 40 ngàn, 50 ngàn rồi. Chứ không có cái chuyện mà 20 ngàn mà có ba cái đầu như vậy ha. Hôm nay về được duy nhất một cái loa Bluetooth nha mọi người. Loa này thì mình vừa phát hiện ra nó gồm có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng hát thẻ nè, hát Bluetooth nè, và chức năng hát FM luôn nha mọi người. Hát FM được luôn. Đó. Vậy mới ghê chứ. Loa nhìn rất là đẹp, 65k một cái, bán chạy như tôm luôn. Rất nhiều anh em mua. Thì hiện giờ không phải con còn một cái mà con còn 4-5 cái gì đó. Thì mọi người vô ủng hộ giùm con ha. Nói chung là theo thời gian thì các mặt hàng nó sẽ thay đổi nha. Đó. Thì hôm nay về thử mua thử hai cái bộ này, mua về bán thử cho anh em đó là 35k một bộ. Ồ, cái này giống như là cái cục sạc dự phòng ha. Nằm trong bàn tay nè. Đó mọi người. Bên trong của nó thì nó có những gì. Mình mở ra bằng cách là mình ở đây nó có chữ open nè. Kéo ra bên trong, tèn tèn tèn. Bên trong nó có một cái bộ vít nha mọi người. Cái bộ tua vít. Nó có một cái cây để mà chúng ta đó là tháo cây, cái cây này gọi là cái cây mở mọi người, cái cây cầm á. Và nó có mấy cái đầu. Thiết kế mà lấy khó lấy dữ vậy. Khích 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 gịch vậy. Giá thành thì nó vẫn là 35k nha mọi người. Cái này thì nó tiện lợi hơn mấy cái kia, này hết được không ta? Có hết rồi. Có hết hơi hơi. Đây là cái cây của nó mọi người.
Đây là có 1 2 3 4 5 2 4 6 1 2 3 4 24 25 chi tiết. Ở cái đầu vít nào, đầu vít thông dụng đâu đây nè, đầu vít thông dụng của nó là đầu này nè. Đó, mọi người thấy nè, gắn vô, đó có hít nha. Mọi người thấy rất là đầm tay luôn. Rất là im luôn mọi người. Đó, mình tháo nè. Ui, cái này sâu quá không tới. Sâu quá không tới. Đó, mọi người thấy vít đã không? Thì mỗi cái như vậy là 30k, và duy nhất hôm nay con chỉ có đó là hai hộp thôi nha mọi người. Nếu như bán được hai hộp này thì con mới nhập hàng nữa nha, bởi vì cái hàng này thì nó mất tiền lắm. Bán 35k chứ thực tế ra không có lời nhiều hết trơn. Săn được có hai cái hộp nè. Đẹp, nhìn đẹp nha. Rất đẹp. Thì cái này cũng là 35k đó mọi người. Này nè. Nó cũng là một cái hộp dụng cụ nè, 32 thuốc Novit. Thằng này có 26 à. Thằng này tới 32. Cũng như tương tự, nhưng mà thằng này cái tay cầm nó ngắn hơn ha. Cái này nó giống hệt cái cục sạc dự phòng mình đang có luôn các bạn. Nè. Gần giống như cái cục sạc dự phòng luôn á. Hai anh em sinh đôi khác cha cùng mẹ. Rồi. Hai anh em sinh đôi. Rồi hôm nay con về được mấy cái này mọi người. Mấy cái này thì giới thiệu mọi người thì chắc là im đó. Rất là ngon đó. Đó là mấy cái rồi. Đây là cái chìa khóa nha mọi người, mở ốc nha mọi người. Mỗi cây 15k. Đây mỗi cây 15k nha mọi người. Thì cái cây bên trong của nó là nó như thế này. Đây là gọi là chìa khóa đa năng nha mọi người. Chìa khóa đa năng ha. Đó. Thì ở đây nó có để rõ là cái con ốc mà nó có cái cỡ nó là từ 3 tới 8 thì mình mở được hết nha. 3 đến 8 thì mình mở cái đầu bên này. Đó. Còn cái đầu bên này á thì mình mở từ đó là 8 tới 17 nha. Nó để 4 phần 1 là gì mình cũng không gành nữa. Đấy. Một cái cây chìa khóa như vậy là với giá là 15k thì mình sẽ mở được những con ốc mà nó vừa vừa nhỏ nhỏ ha, cái độ cứng bình là thường thôi mình mở sẽ được sử dụng trong trường hợp đó là khẩn cấp. Ở đây có hai màu, màu đen và màu trắng cho quý anh chị cô bác lựa chọn. Chứ chúng ta mà đem đi mở mấy con ốc mà nó cứng ngắc mà ha thì dặn là nó bỏ luôn cái chìa khóa của chúng ta đó. Mà với giá thành là 15k thì nói chung là nó quá ư là rẻ rồi. Mình mua về đó là mình xài thì để dành phòng trường hợp mà khẩn cấp mà nhà mình không có, mình muốn mở đó. Mình lấy ra mình xài thì nó rất là ok ha. Ở đây có được 10 cái. 2, 4, 6, 8, 9. Ủa sao đâu mất cái thật. Rồi, chìa khóa đa năng nha mọi người. Rồi, tiếp theo ở đây còn có cái cây cưa mọi người. Bữa nay bán cưa luôn. Cưa mỗi cây vậy là 20k, giá 20k nha. Cưa nhỏ cầm tay để mà cưa mấy cái cây nhỏ nhỏ thôi nha. Đây, bên trong lưỡi cưa nó nha mọi người. Cưa mới chắc luôn. 20k một cây nha mọi người. Thì cưa rất là nhỏ nha. Mọi người hỏi có cưa được không? Trả lời luôn cưa được, nhưng mà cưa mấy cây nhỏ nhỏ thôi nha mọi người. Cưa cành đồ chứ mà cưa củi thì thôi thua nha mọi người. Có 20k chứ không phải là 200k nè. 200k mới cưa củi được. Còn 20k thì cưa cành đồ, cưa cây. Nói chung mọi người mua về trải nghiệm thử. Người ta làm cây cưa như thế này, ta bán mình 20k nổi cái bằng gỗ này không mọi người thấy. Nó cũng xứng đáng cái công lao của người ta. Hôm nay con tiếp tục về đó là được mấy cái đèn này mọi người. Cái đèn này anh quý con hôm trước có clip giới thiệu xong á,
quý anh chị vô mua lần 5 cái, lần 7 cái. Đó, bữa nay có được nữa nè, màu thì nó cũng là bữa nay màu nó nhìn nó là quá ư chắc chơi người dơi luôn. Hình như là có thêm mấy cái màu kia nữa mà, xanh này nữa nè. Hết rồi hả? Quá ư chắc chơi người dơi luôn à. Còn gì để nói nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 cây. Chỉ cần một hai người mua là xong rồi. Mỗi cái về là 10k nha mọi người. Cái này thì nó có công dụng rất là lớn trong cuộc sống. Tắt cái đèn đi. Họ nói nữa. Còn ví dụ như là chúng ta đang bị cúp điện thì chúng ta lấy cái này ra. Đó, chúng ta làm đèn đọc sách. Nè, đó. Độ sáng của nó thì nó cũng vừa phải thôi. Chứ không phải là sáng như cái đèn 30W được. Đó. Rất là tiện lợi, ăn điện rất là ít, cho nên thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là làm đèn soi đi đây đi đó cũng được luôn. Và thứ ba quan trọng là nó có thể co gặp được bình thường nha mọi người, bẻ đường nào cũng được hết. Rất là mềm mại luôn, mà mỗi cái đèn như vậy chỉ có 10k, xài rất là tiện lợi bởi vì nó sử dụng cái cổng là USB mọi người. Cổng là USB nè. Đó. Cái cổng USB nè. Tiện lợi cho mấy cục sạc dự phòng, ngay cả quý vị lấy một cái ghim vô cái điện thoại, ghim vô cái củ sạc điện thoại cũng được luôn đó mọi người. À, người thấy nè, đó. Thì mỗi cái như vậy chỉ có giá là 10k nha mọi người. Thì lần trước là mình đăng cái clip lên bán cái này thì quý anh em mua lần 5 cái, có người mua 7 cái luôn. Đó. Ít khi nào mua 2 cái lắm, 5 cái, 7 cái không à. Giờ mới về được mấy cái này nữa nè. Đó. Nói chung là mình săn rẻ, mình bán giá rẻ nha mọi người. Ok, cho qua mấy cái màu xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê. Hôm nay có hai cái giá đỡ hình con thỏ nè mọi người. Giá đỡ như thế này nè. Mỗi cái em bán 20k nha. Giá đỡ cái ngoại hình nó vậy nè, nó cũng to lắm nha mọi người. Bên trong nó có các thiết bị, tại vì dán băng keo lại rồi tháo ra cái... Ủa bán hàng mà không cho người ta coi gì, bán cái kiểu gì. Cắt ra luôn. Đây, giá đỡ điện thoại nghe mọi người. Đoạn thỏ nè. Bên trong nó có mấy cái chi tiết nữa nè. Đó. Thì bên trong nó gồm có thứ nhất là cái này. Gắn vô đây. Này gắn vô đây ta. Phải mày không ní. Đúng rồi mà. Ờ à, đúng rồi đó. Nè gắn vô ha. Này kéo lên kéo xuống được không ta? Hình như không mà. Đấy được nè. Kéo dài ra nè. Mới mua về lần đầu cho nên còn bỡ ngỡ nha mọi người. Rồi gắn này vô. Đó. Còn hai cái nút này gắn vô đây là để mà làm giá đỡ điện thoại. Đó. Giá đỡ điện thoại hình con thỏ nha mọi người. Đó, nó như thế này. 20k nha. Ủa cái này đẹp mà toàn. Kéo lên kéo xuống được nè. Đó. Giá đỡ điện thoại hình con thỏ 20k. Quá im luôn mọi người. Nhìn chất liệu mũ thì không có ok lắm nha. Liệu mũ thì bình thường à. Nhưng mà cái giá đỡ thì nhìn quá ok luôn. Cái này bẻ được mà 180 độ luôn nè. Ừ. Kéo lên được là rất cao luôn nè. À. Giá đỡ điện thoại ha, 20k một cái nha mọi người. Mà chỉ có hai cái thôi nha mọi người. Chắc chắn là mọi người một hai người vô mua là hết trơn rồi nha mọi người. Bởi vì cái này hàng mới cho nên nó là không có biết là bán được hay là không, cho nên lần đầu tiên lấy về chỉ có hai cái thôi. Rồi gắn dính vô cái cứ ngắt luôn, tháo ra không được luôn. Trời ơi, kéo ra cái sức luôn, cái rồi luôn. Ai da chà, khó giữ gì ní. Rồi, giá đỏ này 20k nha mọi người, có hai cái nha mọi người. Rabbit. Thỏ. Rabbit. Tiếp tục hôm nay là có được cái giá đỡ này cũng 23k nè mọi người. Cái này thì chỉ giới thiệu thêm thôi chứ không giới thiệu lại thôi. Giá đỡ 23k. Hôm nay giờ có mấy cái món đồ đó là mấy cái món đó là dùng để cắt móng tay móng chân nè.
cái mỗi cái một mỗi hộp như vậy là 12k nha mọi người. Cái này là cắt móng tay móng chân mini, hàng thì bình thường chứ không phải hàng xịn nha mọi người. Ở bên trong nó sẽ có đó là 4 chi tiết, rồi nó có cây móc lỗ tai nữa nè. Mỗi bộ như vậy là 10-12k à. Ôi, rớt cái kéo rồi. Cái kéo này để dành cắt lông mi nha, lông mày. Một cái kéo nè, một cái kèm nè. Đó, một cái kèm. Rồi một cái cây này là cái cây gì mình cũng không có gành nữa. À, cái nhíp. Cái nhíp nha mọi người. Và một cái đồ móc lỗ tai. Dụng cụ 4 cái. Đó. 12k nha mọi người. Cái này là cái nhíp. Và nó được để trong một cái chiếc hộp nha mọi người. Đó, mặc dù nó rất là rẻ nhưng mà nó có một cái chiếc hộp. Hộp dụng cụ nè. Để đầy đủ hết. 12k dành cho cái... thiết bị, cái dụng cụ đó là cắt móng tay móng chân đó, để vô đây móc lỗ tai để vô đây. Nói chung là cái bộ này thì anh em mua về xài ok, nhiều khi mình cắt móng tay móng chân không có, lấy cái này ra cắt ha đó. Nhỏ gọn, cắt móng tay cắt móng chân rồi. Rồi cái này cắt lông mi lông mày gì, có cái kéo để mà cắt cái này cắt cái kia. Có 12k mọi người ơi. Giá quá ư là rẻ rồi. Đó. Rồi xài xong để lại ha. Ok. 12k nha mọi người. Mọi người biết lý do vì sao mà con không bán đó là 10k không? Cho nó chẳng. Bởi vì cái con 2 phía sau đó là chính là con lời đó mọi người ơi. Nói nhiều khi mọi người không tin. Đó. Bộ về là 12k nha. Cái con 2 là cái con lời. Cái bộ dao khắc hôm nay về được một bộ mọi người. Ở trong kia còn hai bộ nữa là được 3 bộ nha mọi người. Dao khắc. Bộ dao khắc này thì có 13 chi tiết thì mọi người mua rất là nhiều rồi. Hàng bây giờ là rất là hiếm luôn, mua rất là khó. Nói chung là mua thì nhiều nhưng mà nó giá nó mắc lắm. Nó bán giá mắc hơn giá bán hiện giờ nữa thì sao mua được. Mỗi cái là 35k nha mọi người. Ô, cái thằng rabbit này thêm đây một cái nữa. Rabbit. Ở đây có một cái loại giá đỡ điện thoại nữa mọi người, mỗi cái thì 25k nha. Đa, giá đỡ nè. Thì cái giá đỡ này bên trong nó là như vậy mọi người. Cho thằng rabbit này qua một bên. Cái này chắc anh chị mua nhiều à. Chỉ có được có 5 cái à. 5 cái là hết trơn đồ. Đây. Đầu tiên mình có nguyên cái đế nó nặng to chà bá bự luôn nè. À, gắn cái này vô. Đó. Cái cây này là vừa dùng làm điện thoại mà vừa livestream bán hàng luôn á mọi người. Rồi gắn cái này vô đây. Ha. Mọi người quan sát là mình làm ha. Rồi đẩy tuốt xuống dưới nè. Rồi dặn cái này vô. Mọi người muốn tới đâu đó mọi người kéo lên tới đó. Cái này 25k thì nó quá rẻ rồi mọi người. Rồi gắn cái đầu này vô đây. Rồi xong thì nó sẽ được cái thiết bị như thế này để kéo. Rồi đây là cái chân dung của nó nè mọi người, chân dung của anh ấy nè. Thì chúng ta xài thì chúng ta đó là cái này chúng ta kéo ra được nha. Đó. Quay là 360 độ, muốn quay đâu quay luôn nha, rất là tiện lợi nha mọi người. Thì mỗi cái này có 25k nha mọi người. Đó này rất tiện lợi nha. Đó. 25k dành cho cái này ha. Đây là cái cờ lê đa năng ha mọi người, nó cũng giá nó cũng 25k luôn nha mọi người. Cờ lê đa năng, ấy trời ơi. Dán bằng kèo quá cứng. Thì nó có hai loại, loại lớn thì 30k, loại nhỏ thì 25k nha mọi người. Cờ lê đa năng là mỗi cái đầu nó như thế này nè mọi người. Đầu nó nè. Mở ốc nha mọi người. Mình đó là chơi cái thứ đa năng không à, để mình dễ xài chứ không là gì. Còn ba cái bình thường quá thì
nó cũng dễ xài nhưng mà nó quá phổ biến rồi. Rồi tiếp theo là con đây là những món đồ mà mới về trong buổi chiều ngày hôm qua. Sáng nay mình quay lại giới thiệu cho mọi người xem. Thì tiếp theo đó là mình sẽ đó là giới thiệu các cái món đồ mà mình còn ở trong cái kho của mình nha mọi người. Mời mọi người theo mình ha. Rồi mọi người ơi, thì tiếp theo là mình quay cái những cái sản phẩm mình có trên cái kệ của mình hiện giờ nha mọi người. Thì ở đây mình còn một cái máy sấy tóc nha mọi người. Máy sấy tóc nè. Còn mình có 4 cái mà bán hết 3 giờ còn một cái mọi người 50k nha mọi người. Đó, máy sấy tóc này thì clip trước mình đã giới thiệu rồi ha. Ở đây mình có mấy cái chiếc quạt mọi người, quạt này thì nó còn hơi bị nhiều mọi người. Mỗi cây giờ là 50k nha mọi người, quạt mini cầm tay á. Cái quạt mà hình này nè mọi người. Đó. Quạt như thế này mỗi cái 50k ha. Quạt này thì pin nó nhiều, dung lượng nhiều nha mọi người. Mọi người thoải mái xài ha. Thì đèn năng lượng mặt trời còn có một cái một nè mọi người, giá 50k mọi người. Đèn năng lượng mặt trời. Loa Bluetooth ở đây còn 4 cái nha mọi người. Đó, với hồi nãy cái nó là 5. Đó. Rồi bên đây là mình có những cái thiết gì bà gì. Thì giá đỡ điện thoại 20k nha mọi người. Giá đỡ điện thoại này thì 20k nè. Cái hình dạng của nó mọi người có thể quan sát nè. Đó. Cái này thì 20k. Cái này nãy mình có giới thiệu rồi đó là 23k nha mọi người. Giá đỡ này thì 23k. Ở đây mình chỉ còn duy nhất là hai cái bộ mà sạc pin nha mọi người. Sạc pin mà hai viên, một lần hai viên á. Bộ này nhìn rất là quý phái nha mọi người. Ở đây mình có cái cốc sạc mình chưa có giới thiệu bán cho mọi người nữa. Cốc sạc này thì nó 20W nhưng mà nó tới 70k lần mọi người. Đó, tiền nào của nấy. Hàng này là hàng 70k. Thì ai có mua thì mua ha. Còn cái này là cái đèn này mình cũng chưa có xài lần nào, mình cũng chưa biết cái đèn gì luôn nữa. Lát mình ra mình xài thử mình mới biết. Ở đây mình có cái bộ là gắt chân ba nè mọi người. Cái này thì mình bán với giá đó là 25k luôn nha mọi người. Ba cái chân ha. Nè, hình dạng nó là mọi người thấy nè, để chiếc điện thoại nè. Ba cái chân có thể kéo lên nhưng mà nó có khoảng là 5-6 tấc gì đó. Ha, gắt chân để mà quay á. Rồi, bên đây là gì? Bên đây là mình còn ba cái hộp này y chang nha mọi người, chưa có ai mua nha. Hộp đựng tai nghe với hộp đựng cốc sạc á mọi người. Hộp chà bá luôn nè. Đó. Rồi. Ở đây thì mình có nguyên cái gỗ này thì bên trong nó gồm có đó là gỗ này để quay cho mọi người xem có cái gì ta. Thì đèn năng lượng mặt trời gắn cầu thang nè. Rồi mấy cái giống hồi nãy nè, đó là cái này đó giờ chưa giới thiệu. Đồ cắt móng tay móng chân nè. Rồi dây đèn led nè. Rồi móc khóa điện thoại nè. Móc khóa nè. Thì nói chung là mình còn hàng này còn cũng có nhiêu đây à. Hôm qua cũng có người mua giúp mình mấy cái này rất là nhiều rồi. Rồi ở đây còn có một còn có mấy cái đèn nữa với phễu nha mọi người. Đem ra đây quay cho mọi người thấy nó dễ. Đây là phễu nha mọi người. Cái 7k nha. Đèn này hồi nãy giới thiệu rồi, giờ còn có 3-4 cái. Hôm trước một đống luôn, bây giờ còn có 3-4 cái à mọi người. Ok ha mọi người. Rồi qua bên đây thì cái túi đựng điện thoại thì giờ nó còn có 1 cái một à. Túi đựng điện thoại đi mưa 15k một cái, còn có duy nhất một cái. Thì hàng sắp về nữa mọi người, có đó đó. Ở đây là mình còn có còn cái USB Bluetooth nè. Rồi bình nước nè mọi người, mỗi cái 15k bình nước á. Trong clip trước thì mình đã có lấy ra, bây giờ mình quay có một tay lấy không có được mọi người. Rồi còn lại nó là đá mài dao cũng 25k nè, bình nước thì 15k ha. Lo Bluetooth rồi. Rồi đèn nè mọi người, còn một số cái nữa. Đèn thì cái này là 18 nè, bự hơn thì 22, bự hơn chút nữa là 28.000 ha mọi người. Đó, đèn 12V để dành mà chúng ta kẹp bình đó. Rồi còn hai cái lọ đựng tâm nè mọi người. Đựng tâm thông minh đó, hai lọ, mỗi lọ 15k. Nó còn hai cái à. Rồi chuột mỗi con đó là 25k, còn được người mới nữa nè, là cũng hết luôn rồi. Mấy cái hàng này thì bây giờ mua lại không có được. Rồi ống co nhiệt nè mọi người. Một cái như vậy 164 cái ống bên trong mà chỉ có là 18k thôi, ống co nhiệt ha.
Rồi các tất cả các loại dây cáp chúng ta đều còn hết nha mọi người. Rồi. Rồi đây là cái bộ dao cắt cành nè mọi người. Dao cắt cành 25k một cây. Dao cắt cành rất là ngon luôn mọi người. Dao cắt cành ha. Cái này nãy chúng ta giới thiệu rồi. Ở đây mình có củ sạc nè mọi người, củ sạc 4 lỗ nè. Cái củ sạc 4 lỗ mà chỉ có là 35k nha mọi người. Cái này anh em nào chưa biết thì một khi mà quay clip lên thì có người đã xem rồi, có người thì chưa ha. Thì những người ta chưa biết thì ta sẽ coi đó là đây là một cái củ sạc nè mọi người. 35k nha. Ở đây là tai nghe mỗi cái 25k nha mọi người. Tai nghe. Rồi. Ở đây là kéo cây 15k, kéo đa năng cây 15k nha mọi người. Kéo này thì chúng ta đó là dài dây sạc ba đầu được tùm lum hết. Chỗ này là bộ chia USB ra nha mọi người. Nhưng mà cái loại này thì đây là cái bộ chia USB nè. Nhưng mà cái loại này thì nó không có đó là công tắc nha, loại này 18k nha. Cái loại có công tắc hết trơn rồi. Cái loại kia thì quá im rồi. Đây là sạc pin nha mọi người. Còn có một cái một hết trơn luôn rồi. Sạc pin cũng là 18k nha. Sạc pin này hết mình không hay luôn ta. Rồi, thì nói chung là mình có một số món đồ tiếp theo đó mình xin giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người muốn mua hàng thì đặt thông qua đường link Shopee. Thứ hai là mọi người mua bằng Zalo của mình, đó là 034 9873313 ha. Nhắn tin cho mình, đừng gọi thì mình không có nghe máy được ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố ha. Rồi xin thân chào và hẹn gặp lại mọi người ha, trong clip tiếp theo của mình. Bye bye.